rồi, em vừa phát nha. Em vừa phát thằng Bình nó hỏng luôn. Bình nó đỡ nó hỏng luôn. Thằng Bình à? Rồi đây, đây. Bình à? Ôi giời, ngoài, nó cắt khó chứ. Ngoài. Quả đánh ngồi đây hơi quá nhìn. Ngoài. Nó bị ngửa cái dính vậy. Không ngoài. Rồi nó cũng chết. Mấy người Việt Nam nói.
Nghĩ tờ trời chết.